Hey, chào cả nha. Một câu nói bất hủ hiện tại luôn, mọi người ai cũng đang nói thì đang yên đang lành tự nhiên Tết. Thì thực sự thì hiện tại là gia chủ đang có một công việc cần tiền gấp nên để lại căn nhà ngay chỗ khu đô thị Phước Long, phường Phước Long, thành phố biển Nha Trang, rất là gần biển luôn. Đấy, muốn hiện tại là đang muốn rẻ nhanh cho quý anh chị này mà muốn sở hữu một cho mình một cái căn nhà đẹp ngay trung tâm thành phố biển Nha Trang, gần biển. Đấy. Về đây thì hiện tại mình đang đứng đây, đây là tầng thượng của căn nhà. Thì nhìn ra đường 28 nó sát bên luôn, cách đường 28 này là chỉ có 40 mét thôi. Trục đường 28 là trục đường chính của khu đô thị Phước Long. Đó, đường rất là rộng rãi luôn. Và đây đây là khuôn viên trước nhà của mình nha. Đường hiện trạng của mình là đường 10 mét. Giao thông thì thuận lợi mà cái tầng trệt này mình vẫn có thể thiết kế thêm cho gia đình của mình là một cái gara để xe trong nhà luôn nha. Để xe ô tô trong nhà luôn. Thì hiện tại ở tầng trệt là bao gồm một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Rất là rộng rãi luôn, thoải mái luôn. Đó, như mọi người thấy không? Vẫn có thể thiết kế lại nha, rất là đẹp. Thì gia chủ cũng rất là tâm lý khi mà thiết kế ở cái tầng 1 này. Tầng 1 này thì bao gồm phòng khách, nhà phòng ăn và một nhà vệ sinh. Thì còn cái tầng trệt là dành riêng cho không gian là ở dưới đó, là bạn có thể thiết kế cho mình một cái gara ô tô. Đấy, hoặc là có thể cho thuê làm mặt bằng văn phòng hoặc là spa. Đấy, còn ở trên là gia đình mình cùng định cư về ở trên này. Thì quá tuyệt vời luôn. Để sở hữu ngay căn nhà gần biển như thế này, cách biển đâu đó là 2 km, mà bán kính trong vòng 1 km đổ lại thì đầy đủ tất cả các mọi tiện ích luôn. Thì bạn hãy gọi điện ngay cho Nguyên nha. Thì gia chủ đang bán cái căn nhà này của mình với diện tích sử dụng là 226 m², đã hoàn công lên sổ hồng rồi đó, rất là đẹp luôn. Thì nhà của mình là bao gồm là 3 phòng ngủ, ở cái tầng 2 này là thiết kế là gồm 2 phòng ngủ dành riêng đó, và một nhà vệ sinh. Còn tiến lên tầng trên cùng là tầng tum, thì gia chủ đang thiết kế là một gian thờ cộng với không gian phơi trước, sân trước và sân sau, rất là đẹp luôn đó. Mà giá hiện tại là gia chủ đang để lại với giá là 5 tỷ 530 triệu đó, là bạn đã sở hữu ngay được cái căn nhà này. Giá này vẫn có bớt và thương lượng cho cả nhà luôn. Đấy, hãy nhanh tay gọi điện ngay cho Nguyên nha. Hãy dành riêng cho gia đình của mình một cái không gian sống thoải mái và đầy đủ tất cả các mọi tiện ích ngay tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp nha. Nhà thì đẹp mà pháp lý thì chuẩn sổ hồng. Nhanh tay gọi điện ngay cho Nguyên để mình cùng nhau lên lịch đi xem thực tế căn nhà này, để bạn có thể cảm nhận thêm về cái căn nhà này nó đẹp như thế nào, cũng như có thích hợp với gia đình của mình hay không.